Chào mọi người đến với kênh của anh em Memo nha. Video này em hướng dẫn các bạn tham gia chương trình đã góp nhận 100 token của hiệu RMX. Giá con này khoảng 6 đô nha bạn. Một token 0.06 để tham gia giá, các bạn click phần link mô tả, mở cái Telegram rồi bấm nút start ở chat bot nè. Và các bạn chờ lót giá chút xíu nha. Rồi bạn bấm vào continue lướt cấp trang nha các bạn. Rồi 48.03 bằng 51 nè. Rồi các bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi, nhiệm vụ thường xuyên của thường lệ là các bạn join vào kênh Telegram group kênh seller của nó nghe không ạ. Rồi, các bạn chờ lót dự án chút xíu mà. Rồi, các bạn join vào nghe không ạ. Rồi, các bạn bắt đáp lại. Rồi, các bạn join tiếp kênh seller nó nghe không ạ. Rồi, các bạn join vào nghe không ạ. Rồi, những kênh group này mình coi, join rồi mình kiểm tra nè. Rồi các bạn bấm đón nha các bạn. Rồi các bạn bấm đón tiếp tục nha các bạn. Coi có join không cơ, bấm đón nha các bạn. Rồi các bạn join rồi các bạn bấm đón nha các bạn. Rồi các bạn coi join cái một seller. Con này cũng trong nguồn gấp. Rồi các bạn cũng đón nha các bạn. Rồi các bạn mở địa chỉ với ai sẽ mở với chút wallet nha các bạn. Nhiệm vụ khá là đơn giản, các bạn copy địa chỉ ETH nha các bạn. Rồi các bạn sao chép nha các bạn. Rồi các bạn gửi. Rồi các bạn sẽ nhận được 100 token nha các bạn. Vậy video này kết thúc, chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha. Nhiệm vụ khá là đơn giản.